Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ nói về một số mẫu cung thân, thân cư phúc tài và thân cư mệnh di. Thì mình sẽ xét nó theo một cái cặp đối lập với nhau. Ví dụ như phúc tài xung chiếu thì mình sẽ xét là thân cư phúc và thân cư tài, để có thể là so sánh hai cái hệ thống cung thân này nó có cái gì khác nhau và giống nhau. Những cái tổ hợp cung mà nó nằm ở trên những cái cung vị xung chiếu nhau ấy, thì nó sẽ có rất nhiều cái mặt đối lập, nó gọi là cái sự đánh đổi đấy. Đấy, ví dụ như phúc tài ở đồng trục nó xung chiếu nhau thì các bạn dễ thấy là khi mà chúng ta có tiền bạc thì thường là chúng ta sẽ phải đánh đổi cái phúc đi. Đó, con người chúng ta lao ra kiếm tiền thì cái thời gian mà chúng ta dành cho gia đình, cái thời gian mà chúng ta dành cho bản thân, chúng ta quan tâm đến cái giá trị tinh thần của chúng ta thì nó cũng ít đi. Và khi mà chúng ta kiếm tiền, đúng không, đấy, cũng sẽ phải buôn gian bán lận đấy, cũng phải có một cái chút gì đó nó hơi gian dối thì chúng ta mới có tiền được đấy. Tiền nhiều đồng nghĩa với cái việc mà phúc nó ít đi, thế nên là nó sẽ có một cái sự đối lập rất nhiều. Và đầu tiên thì mình nói về cái cung thân. Thân của chúng ta thì hầu như là mọi người cũng đã biết nhiều rồi. Thân ở trong tử vi nam phái của chúng ta là một cái cung vị nó rất là quan trọng đấy. Thân nó là cái chỗ đứng, nó là cái độ vững mạnh của một con người. Cái thành tựu của chúng ta có giữ được hay không thì nó cũng nằm ở cái vị trí là cung thân. Và cung thân ở đây nó thể hiện cho cái giai đoạn hậu vận, nó thể hiện cho cái mục tiêu mà chúng ta hướng đến đấy. Thế nên là cái cung thân đấy, chúng ta phấn đấu về cái giai đoạn cung thân như thế nào đó, thì nó thể hiện giai đoạn về sau đấy, trung vận hậu vận của chúng ta như vậy. Vì mệnh của chúng ta là tiên thiên, đúng không? Thân của chúng ta là hậu thiên. Mệnh tiên thiên tức là những cái mà chúng ta được sắp đặt trước, chúng ta được cho trước rồi, đúng không? Chúng ta sinh ra trong một cái gia đình như thế nào, chúng ta có một cái thể chất như thế nào, chúng ta đã được định đoạt trước rồi, không thể thay đổi. Còn cái phần hậu thiên là cái phần mà chúng ta có thể thay đổi. Thân là chúng ta thay đổi được, thân là những cái mục tiêu của chúng ta hướng đến. Ví dụ những người mà thân cư tài là những người mà họ rất là quan tâm về vấn đề tiền bạc, hướng đến vấn đề về tiền bạc, lo lắng nhiều về tiền. Thì cái mẫu người mà thân cư quan họ lại lo lắng rất nhiều về công việc, rất là quan trọng với vấn đề công danh sự nghiệp đấy. Hay là những cái người mà thân cư phúc họ lại rất là coi trọng cái giá trị về phúc đức hay cái giá trị về tinh thần. Vì cái cung phúc ở đây đấy, nó mang một cái giá trị là nó hữu hình, chúng ta không thể cân đo đong đếm được đấy. Phúc là một cái gì đó nó rất là hư ảo, nó mang nhiều cái ý nghĩa về giá trị tinh thần hơn. Thế nên là cái người mà thân cư phúc họ tin vào phúc đức, đôi khi là họ tin vào những cái giá trị tinh thần, họ là cái người sống duy tâm, đôi khi là họ sẽ tin vào cái tình cảm giữa con người với con người đấy, họ tin vào những cái giá trị phúc đức, hay là họ tin vào những cái điều tốt lành, họ tin vào những cái điều may mắn đấy. Phúc là một cái cung vị nó khá là hư ảo, và con người ta tin vào đó thì có một phần nào đó thì cái mẫu người sống có rất nhiều những cái niềm tin, những cái hy vọng, và đôi khi là sống sẽ hơi mơ mộng. Đấy là mẫu người thân cư phúc. Và phúc đức đấy nó thể hiện cho một cái phần nữa, nó liên quan đến dòng họ, nó liên quan đến tình cảm mọi người ở trong gia đình. Thế nên cái mẫu người thân cư phúc thì đấy, sẽ thường là cái mẫu người mà họ rất là quan tâm đến vấn đề về tình cảm anh em trong nhà như thế nào, đúng không? Hay là vấn đề về thờ cúng này, phúc đức tổ tiên này, mồ mả tổ tiên này, rất là quan tâm. Anh em trong nhà có việc sẵn sàng mình lao ra giúp đỡ, đó là cái mẫu người thân cư phúc. Luôn luôn là họ sẽ hướng tới cái giá trị phúc đức này, và luôn luôn hướng về tổ tiên đấy, dù có đi xa thì người ta cũng sẽ hướng về cái mảnh đất quê hương đấy, xu hướng là sẽ sống gần quê cha đất tổ, đó là những người thân cư phúc. Họ hướng không hướng tới tiền bạc, đúng không, họ hướng tới cái gì, phúc đức, những cái điều tốt đẹp, đó là thân cư phúc. Và phúc nó cũng thể hiện là một cái môi trường mang cái tính chất là cống hiến. Phúc nó không định lượng được, không thể đo được bằng tiền bạc hay là đo được bằng công danh. Ở đây phúc nó thể hiện lại một cái mẫu người mà đôi khi là người ta rất là thích tham gia những cái hoạt động tập thể, tham gia những cái hoạt động cộng đồng công ích cho mọi người, nhất là khi mà có thêm các cái bộ sa phúc tinh nữa, đúng không? Phúc mà có thiên đồng hay thiên tướng, cái người mà cống hiến rất là nhiều đấy, cái tính của họ tính bao đồng, tính cho đi, đó là thân cư phúc. Và cái điểm mà đặc biệt nhất là cái người thân cư phúc là cái mẫu người họ sống nặng về cái giá trị về tinh thần, rất là coi trọng cái giá trị tinh thần và tình cảm. Thì nó trái ngược hoàn toàn với cái hệ thống cái mẫu người thân cư tài, là cái người mà họ lại sống khá là thực tế đấy. Tài nó chính là tiền bạc,
thì họ nghĩ đến tiền bạc, thì họ phải là cái người mà sống thực tế, họ coi trọng cái giá trị về tiền bạc, hay là trong cuộc sống đấy, đôi khi là người ta phải lo toan rất nhiều về giá trị tiền bạc. Đấy, có những người thân cư dài nhưng mà cái thời gian đầu đời đấy, họ là cái người mà vô lo vô nghĩ, nhưng mà đột nhiên có một biến cố gì đó đấy, hay là họ phải gánh vác cái cơ nghiệp của gia đình, thế nên là về sau họ lại phải gánh vác cái vấn đề về tiền bạc, lại lo nghĩ nhiều về tiền bạc. À, một phần nó thể hiện cho cái định mệnh đó, cái số phận của con người ta nó phải như vậy. Thế nên là cái người thân cư dài đấy, cũng là cái mẫu người vất vả, lo toan lo nghĩ rất nhiều đấy, vấn đề tiền bạc đấy. Cũng sẽ là cái mẫu người mà họ có phần là dễ thành công hơn, vì họ tập trung vào công việc, họ tập trung vào tiền bạc, thế nên là họ cũng sẽ là làm việc nó chu toàn hơn. Đấy, cái mẫu người mà cái cuộc sống của họ thường là sẽ chi phối rất nhiều bởi tiền bạc, thì khi mà tiền bạc ở đâu thì cái cuộc sống của người ta ở đó, đó. Mọi thứ nó xoay quanh cái giá trị về tiền bạc, hay kể cả cái giá trị về tinh thần hay sức khỏe, hay là những cái cuộc sống xung quanh cũng vậy, nó ảnh hưởng bởi đồng tiền. Khi mà họ có nhiều tiền, họ sống cực kỳ vui vẻ và hầu như là họ cũng tự tin hơn, tại vì cái niềm tin của họ nó đặt ở cái vấn đề tài bạc. Họ là sống mẫu người sống thực tế thực dụng, và họ sẽ đánh giá con người qua cái giá trị về tiền bạc. Đấy, họ hướng tới cái vấn đề về tiền bạc mà vững mạnh về tài chính, và họ sẽ cho rằng là cuộc sống của chúng ta có vững mạnh hay không thì nó sẽ phụ thuộc vào cái số tiền trong tài khoản của mình. Đấy, có phần là cái người mà họ sẽ sống thực tế hơn đó. Tài một phần nó cũng thể hiện cho cái hành động, cung quan là suy nghĩ thì cung tài là hành động. Thế nên là cái người mà thân cư tài là cái mẫu người họ sẽ ưa hành động hơn, hay là cái quãng đường đấy, nó đi từ cái suy nghĩ đến cái hành động nó sẽ nhanh hơn, ưa hành động hay là sống thực tế hơn, nó cũng là cái mẫu người thân cư tài. Thì nó khác với cái mẫu người thân cư phúc, họ là cái người sống có phần là sống tình cảm hơn nhiều. Đấy, và cái cuộc đời của người thân cư tài sẽ lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc, hay là sau này sẽ là người nắm giữ nhiều về vấn đề tiền bạc. Ở đây thì có một số cái trường hợp ngoại lệ, khi mà nếu như mà thân cư tài đấy nhưng mà gặp các cái bộ không ấy, thì thường là trước đây người ta sẽ nắm giữ, nhưng mà sau này thì xu hướng là người ta cũng sẽ buông bỏ dần dần. Đấy, không là hư ảo, không là không có mà. Đấy, và cái người mà thân cư phúc là cái người mà họ rất là hay được cái sự phù trợ của tổ tiên. Sau này đấy, thường là cái người mà sẽ gánh vác cái vấn đề về phúc phần. Đấy, thường là phù trợ mà, thế nên là người ta cũng phải trả. Một phần nó thể hiện cho cái nghĩa vụ của người ta. Đấy, sống là cống hiến. Đấy, sống là nghĩ cho mọi người xung quanh, là người thân cư phúc. Đấy, có vẻ là cái tư tưởng của họ là cái người sống quan trọng giá trị tinh thần, sống duy tâm, người thân cư phúc. Còn về cái tổ hợp mà những cái người mà thân cư mệnh và thân cư thiên di đấy, thì đây cũng là một cái cặp đối lập. Mệnh di xung chiếu với nhau, mệnh nó là bản thân mình, còn thiên di nó là cái môi trường bên ngoài, nó rất là rộng lớn. Có thể là nó nói về cái cách mà mình đối nhân xử thế ở bên ngoài. Thiên di nó cũng thể hiện là cái cung vị mà mình trải nghiệm, là những cái quãng đường mình đi. Dịch mã cung là cái hệ thống của cung thiên di. Thế nên là cái người mà thân cư di, cái mẫu người mà họ thích trải nghiệm. Đấy, có thể là không phải bằng trải nghiệm của mình, nhưng mà họ sẽ thích học hỏi những cái trải nghiệm của người khác. Rất là thích phiêu lưu, thích khám phá, là thân cư thiên di. Trong khi đó những cái mẫu người thân cư mệnh, đúng không? Thân ở đâu thì cái suy nghĩ chúng ta đặt ở đó. Những người thân cư mệnh thì họ lại suy nghĩ rất nhiều về bản thân mình. Đấy, họ tin tưởng vào bản thân mình. Thế nên là có phần là hay được nhận xét là cái mẫu người mà có phần cố chấp và bảo thủ, đó là thân cư mệnh. Và chính vì vậy những người thân cư mệnh họ lại ít bị ảnh hưởng từ cái môi trường bên ngoài. Mặc dù cho người khác nói ngả nói nghiêng như thế nào thì người ta vẫn giữ nguyên một cái thái độ như vậy, vẫn giữ nguyên một cái ý kiến của mình như vậy. Thế nên là có phần là những cái tư tưởng của họ nó được bảo tồn, hay là những người mà họ có cái lập trường, luôn giữ vững cái lập trường của mình. Nhưng mà đôi khi thì cố chấp quá nó cũng không tốt, đúng không? Đôi khi là mình sai, không biết sai ở đâu. Và cái người thân cư mệnh thì có phần là họ sẽ có cái tư tưởng họ sống nội tâm nhiều hơn. Họ tin vào bản thân mình, đấy, tự mình chữa lành, đấy, tự mình giải quyết mọi việc ở trong cuộc sống. Còn những người mà thân cư duy, thường là những mẫu người mà cái tư duy của họ rộng, và cái tư duy của họ đấy nó luôn có cái sự thay đổi. Thân ở đâu, đúng không? Thì cái suy nghĩ của mình ở đó. Thân cư di vốn là một cái cung vị, nó luôn biến động, nó thể hiện cho cái lập trường của người thân cư di nó luôn thay đổi.
lập trường ngày hôm nay và lập trường ngày hôm sau thì nó rất dễ là có cái sự thay đổi. Nó cũng thể hiện một cái mẫu người mà cái tư duy khách quan, cái mẫu người mà có khả năng thích ứng với môi trường rất là tốt. Đấy, thân họ đặt ở miền thiên di mà, thế nên là thiên di nó thay đổi liên tục, con người tư tưởng của họ nó cũng thay đổi liên tục, cũng là cái mẫu người mà tư tưởng tiến bộ, tư duy tiến bộ, đó là thân, mẫu người thân cư di, mẫu người mà cuộc đời người ta thường là hay phải đi, hay là người ta thích những cái trải nghiệm. Có thể là họ không đi nhưng mà họ sẽ tiếp thu những cái trải nghiệm từ người khác, người ta luôn hướng đến cái môi trường bên ngoài. Và cũng thể hiện một điều là người ta bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái tư tưởng ở bên ngoài, không? Ảnh hưởng bởi cái cách nhìn của cái người bên ngoài dành cho mình như thế nào. Đó là cái người mà đấy, thân cư di. Thân cư di thì khi mà người ta nói như thế nào thì nó ảnh hưởng đến mình trực tiếp. Đôi khi là mình sẽ biến đổi theo cái môi trường ở bên ngoài, học hỏi hay là mình sao chép những cái kiến thức ở cái môi trường bên ngoài đó. Và thân cư di là cái cung vị trải nghiệm. Người ta càng đi nhiều đấy, thì người ta càng có nhiều kinh nghiệm và càng có cái sự trưởng thành hơn. Đấy, trưởng thành qua những chuyến đi, trưởng thành qua những cái sự trải nghiệm, đó là thân cư thiên di. Đấy, và cái môi trường thiên di ấy, nó cũng thể hiện cho những cái môi trường mang tính chất là lưu động. Đấy, môi trường mang tính chất là cộng đồng, bạn bè hay là các cái mối quan hệ liên kết bên ngoài. Đấy, thường là họ cũng rất là hay liên quan đến những cái chuyến đi hay là những cái cộng đồng ở bên ngoài. Đấy, và xu hướng thường là cái mẫu người mà họ thích cái sự tự do hơn. Đó, đó là mẫu người thân cư di. Di nó là cái sự mà di chuyển, thay đổi liên tục. Thì về cái hệ tư tưởng thì đấy, cái người thân cư di thì có phần là tư tưởng nó có cái sự thay đổi linh hoạt hơn so với những người mà thân cư mệnh. Thân cư mệnh thì có phần là hơi cố chấp, cố hữu. Còn người thân cư di là họ không thích gò bó tư tưởng của mình vào một cái thứ gì đó nó cố định. Đúng không? Di là cái cung vị nó luôn thay đổi. Đây là cũng là một cái cung vị nó khá là đặc biệt. Và thường là người thân cư di đấy, họ sẽ thích đi ra ngoài, họ sẽ có một cái sự gò bó ở trong cái môi trường về gia đình, về bố mẹ hay về anh em này. Ở nhà họ lại là cái người mà hay lo nghĩ, thế nên là đôi khi là họ thích lang thang ở bên ngoài đấy, không ở nhà nhiều. Thường là trong gia đình nó sẽ gặp rất nhiều những cái trục trặc, cái biến cố chẳng hạn, và khi ở ngoài thì họ mới thể hiện đúng được cái tính cách của họ. Và cái người thân cư di đấy, cái cung thiên di nó thể hiện cho cái vẻ bề ngoài, cái cách mà mình thể hiện ra. Thế nên cái người thân cư di cũng là cái mẫu người mà họ sẽ rất là quan tâm đến cái vẻ bề ngoài, thích trưng diện hay là thích thể hiện ra bên ngoài. Đấy, thiên di nó là cái bộ mặt hay là cái cách mà mọi người nhìn mình đấy. Người ta hay đi ra ngoài, thế nên là người ta cũng phải chăm chút cái vẻ đẹp của bản thân. Thân cư di là cái người mà đi ngoại giao, đấy, cái tư tưởng tiến bộ, và họ là cái người có cái sự năng động hơn. Đấy, rất thích hợp cho cái việc mà ra ngoài ngoại giao hay là những cái công việc mang tính chất là di chuyển, những cái công việc mang tính chất là lưu động. Nhưng mà có một số cái mẫu người thân cư di, họ lại là cái mẫu người mà họ không đi lại nhiều. Thế nhưng mà họ vẫn là cái người mà luôn luôn có cái sự tiếp thu những cái tư duy mới. Họ là cái người mà thích trải nghiệm mà. Tuy mình không đi, mình không có trải nghiệm, nhưng mà họ sẽ tìm kiếm cái trải nghiệm qua cái người khác. Họ nắm bắt cái thông tin, họ nắm bắt cái tin tức ở bên ngoài. Đấy, mặc dù mình không đi nhiều, nhưng mà mình cũng vẫn là cái người mà họ có những cái kinh nghiệm. Đấy, luôn là sẽ người mà thích tích lũy những cái kinh nghiệm. Đó là cái mẫu người thân cư mệnh di. Mẫu người thân cư mệnh ấy, mình hay nói là cái mẫu người mà nhân quả nhãn tiền. Tức là khi mà người ta làm một cái việc gì đó, cái thời gian đầu đời đấy, thì có thể là nó sẽ ứng nghiệm hay là cái hậu quả người ta phải chịu ngay trong cái thời gian sau này. Thân ở đâu thì mệnh ở đó mà. Thế nên là mệnh người ta gây ra cái gì thì thân hậu vận người ta phải chịu cái đó thôi. Thế nên cái mẫu người này đấy, cái sao tài thọ nó sẽ nằm đồng cung. Đấy, nó thể hiện cho cái nghiệp và cái quả nó rất là gần nhau. Đấy, và khi mà mình gây ra cái gì sau này thì mình sẽ phải gánh chịu cái đó. Và khi mà mệnh và thân đồng cung thì những cái mẫu người này, cái diễn biến tính cách của họ hầu như là nó sẽ không có cái sự thay đổi nhiều. Đấy, mệnh như thế nào thân như vậy mà. Thế nên là cái cách ứng xử hay là cái sự lựa chọn của con người ta nó vẫn như vậy. Trước đây người ta thể hiện như thế nào, người ta ứng xử với cuộc sống như thế nào thì sau này người ta ứng xử nó y hệt như vậy, không có cái sự thay đổi. Nhưng mà cái người mà thân cư di lại là cái mẫu người đặc biệt hơn. Vì khi mà mệnh và di nó luôn xung chiếu nhau thì người ta sẽ có một cái giai đoạn thay đổi tính cách theo cái chiều hướng là 180 độ. Đó, nằm trong trục xung chiếu nhau mà. Đấy, nếu như mà mệnh của mình là tam hợp của tuế hữu phù thì thân của mình là tam hợp tăng tuế điếu. Thế nên là nó thể hiện một cái tư tưởng nó hoàn toàn trái ngược nhau. Thế nên là cái diễn biến tính cách của người ta biểu hiện nó rõ ràng hơn.
thay đổi tư tưởng một cách là nó rất là bất ngờ. Nó cũng thể hiện cho cái cuộc sống, cái đời sống sau này của người ta nó cũng có rất nhiều cái sự thay đổi so với ban đầu. Đấy, có một cái giai đoạn chuyển mình rất mạnh, mệnh và di nó đổi cho nhau thì ngay cả cái cuộc sống nó cũng thay đổi nhiều. Có rất nhiều những cái sự mới mẻ và người ta luôn luôn là người ta sẽ có những cái sự đánh đổi trong cuộc sống, sẵn sàng thay đổi mình. Đó là cái mẫu người mà thân cư thiên di. Và thường thì cái mẫu người thân cư di thì cũng hay gọi là cái mẫu người mà có phần là vất vả hơn. Đấy, bởi vì thân cư di nó là cái cung vị dịch má, nó là cái cung vị động, nó thể hiện cho cái mẫu người hay đi. Và cái mẫu người đó thì họ sinh vào cái giờ mà Mão Dậu. Ở đây nó cũng là những cái giờ mà nó mang cái tính chất là giờ Mão thì lại rất là sớm, sáng sớm. Đấy, chưa mặt trời chưa lên, còn cái giờ Dậu là cái khi mà mặt trời nó đã xuống núi rồi. Đi trong cái giờ đó là những cái giờ mà đáng ra là người ta nghỉ ngơi rồi, mình lại đi. Thể hiện cho những cái mẫu người vất vả, đi sớm về khuya, đó là cái mẫu người thân cư di. Thì sau đây thì mình sẽ xin hết về cái bài này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.